Đâu? Đây, con bên ơi. Con bắt đi, đi bắt cá này đi. Con thử bắt cá. Đây là một con cá gì? Con cá gì? Đây gọi là cá rô. Đây là cá rô, bắt đi. Ừ, bắt nha. Được. Hãy cho vào đấy. À, chúng ta đã được con cá. Nini. Nini. Cái tay của mình là quá đi. Thì nó có cái gì? Đây là con gì? Dạ con cua bò. Cua đi. Cua dưa. Cua. Con cua bò nữa. Đây là con cá rồi. Đây cá gì? Là cá dây. Đó thì là con cá rô. Con cá cá rô rồi. Thả đây nhá. Được chơi. Con có nhiều cá ở đây nữa. Ừ, đây là con cá gì? Là con cá nói. Đây là con cá cò. Là con cá cò. Hãy cho là gì đi. Đây. Nó đi thảo nước đi. Con nữa thôi. Đó thì là con cá rô. Đu đây. Cá gì? Đi cầm đi. Để bút thả ra tay đi nhá. Sợ quá. Sợ quá. Em cũng một con cá. Ừ, vui xúc tiếp nhá. Được. Cua đâu rồi? À, đây là một bạn cua này. Cua. Cho vào đây này. Có một bạn gì đây? Bạn cua ơi, bò đi. À. Ô, đây một bạn cua nữa nè. Hai bạn cua. À, hai bạn cua. Cua nó có nhiều lưu cua. À, đây là bạn gì đây? Bạn rết chứ. Thả xuống sao? À, bạn bơi rồi nè, bạn càng nè. Bạn càng. Bạn mau chừ này sắp xong đi. Bạn cua nhỏ này. Hết rồi. Rồi. Để tay phải. Ngo đây nè. Cái cua không có chết đâu. Sao mà cá? Cá đi đâu vậy? Ây da. Còn nhiều cá ở đây. Mà cá ơi, bà đi đây. Hả sao xa cá sao? Đi nữa. Hãy cho anh gì đi. Rồi, để tôi lấy sức nhá. Wow, chúng ta được con gì đây? Chúng ta được con. Đó, đây là con cua. Con gì đây? Nó còn có hai cái sừng. Ở đây có nhiều con cá. Cho bà cá. Bà đi rồi. Bà cua ơi. Cua đi đâu đây? Ô, bạn cá cờ nè. Con chào bà cá. Rồi, để tôi giúp cái nhá.
Ayah. Betul dia kau kuah. Kau kuah. Oi. Kau kuah kan tu soi. Hmm. Oh, dia kau sin tương ni. Dia kau sin tương. Dia kau mau kau kuah. Dia butuh.